Mình xin phép quay tiếp đến là cái phần thứ hai, đó là cái con cảm biến giấy này. Đấy, khi mà giấy nó chạy lên thì cái này nó sẽ co, nó nhảy ra này, thì cái giấy nó sẽ chạy lên đây, và khi nó chạy xong thì cái này nó phải đóng lại như này. Đấy, về nguyên tắc là cái con cảm biến này nó là như thế. Nhưng khi mà có sự cố thì cái khi mà giấy chạy ra hết thì nó sẽ mở ra này, nó không đóng lại. Thì nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân lý do con lò xo này, các bạn có thể là nó có thể là bị chạy cái đường ra này, nó bật cái này ra này, nó bật cái này ra. Đấy, thì khi mà nó chạy xong thì nó không nhảy, không trả lại như này. Đấy là cái lỗi thứ nhất. Đấy, thì đó là liên quan đến cảm biến vào mấy cái cò này. Đấy, cái thứ hai là bị nó kẹt giấy thì cũng do cái con dơ le hút giấy này. Con dơ le hút giấy này. Đấy, thế vậy thì với những trường hợp mà báo lỗi kẹt giấy này như trên màn hình thì các bạn có thể là kiểm tra cho mình hai cái bệnh như vậy. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mọi vấn đề về máy in, máy chiếu thì các bạn có thể liên hệ với mình, đó là máy tính Đức Huy, điện thoại 0974 634 952. Ok, xin chào các bạn trong những video tiếp theo.